Đây là chuyện có thật, tôi đi theo sau Đức Phật. Khi vào tới thành, gặp một bà lão và hai cậu con trai. Hai cậu này kiểu như băng đảng, luôn đi ăn trộm cướp đồ của người ta, không có đạo đức, nhân cách. Hôm ấy, bị quan phủ bắt, sắp bị đem đi chặt. Quý vị biết chặt chỗ nào rồi phải không? Thời đó, nếu ăn trộm, có lẽ nhiều lần, thì họ sẽ bị chặt đầu. Giờ phút hải hùng này thì tôi và Đức Phật vừa tới. Lúc đó, ba người họ, nghĩa là bà mẹ và hai người con, đều cúi đầu lễ Phật và kêu xin Phật cứu mạng. Phật bèn sai tôi đến xin vua tha mạng cho họ. Sau khi tôi đến tâu với nhà vua, vì có lời Phật xin vua phóng thích, nên nhà vua tuân lời dạy tha cho họ tội chết. Ba mẹ con họ, hai người họ, dù vậy cũng là ba mạng sống. Vì hai đứa con làm việc xấu, nên bà mẹ cũng như đồng phạm. Nhờ ơn cao cả của Đức Phật, ba mẹ con bà đến trước mặt Phật, cúi đầu tạ lễ và bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, nhờ ơn phước của Ngài như biển sâu, như núi cao mà chúng con được thoát chết. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp ơn đức cao dày ấy. Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con một lòng thành kính cúi đầu bái tạ, xin Ngài từ bi hoan hỷ nhận tấm lòng thành kính của mẹ con chúng con. Phật dạy: quý hóa thay, tội phúc do mình tạo, tất gây nhân kết quả. Từ nay các ngươi nên chăm chỉ tu thiện nghiệp, sau này tương lai sẽ tốt hơn, sẽ gặt hái được nhiều phước báo và cuộc sống sẽ thoải mái, vui vẻ hơn nhiều, vân vân. Rồi ba mẹ con bà bạch Phật: dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin tuân lời giáo huấn và xin cho ba mẹ con chúng con được nhập đạo tu hành, nghĩa là xuất gia. Ai cũng muốn xuất gia, ăn trộm, giết người, đồ tể, ăn xin, ai cũng muốn xuất gia hết. Phật dạy: quý hóa thay, muốn trút bỏ những trần duyên ràng buộc của thế tục để tìm đường giải thoát thì ta cũng cho. Nói xong, Ngài gọi lên rằng: thiện lai tỳ kheo. Ngài gọi xong, cả ba mẹ con tự nhiên được xuống tóc, áo đang mặc biến thành áo cà sa, nghĩa là y phục xuất gia, và đức tin nơi Phật không dao động, không bao giờ thay đổi, rất là vững chắc. Sau khi Đức Phật truyền tâm ấn cho họ, sau khi nghe Phật thuyết pháp, những phiền não, giận dữ, lo âu, ham muốn, ghen tức đều biến mất, rửa sạch hết, sạch hết, nghĩa là nghiệp chướng từ tiền kiếp được rửa sạch, tâm ý sáng tỏ, tấm lòng rộng mở. Lúc đó, hai người con lập tức được chứng quả A-la-hán, còn người mẹ chứng quả thấp hơn một chút, A-na-hàm khác nhau, A-la-hán và A-na-hàm khác nhau. Thấy việc như vậy, tôi, A-nan cũng khen ngợi và cũng lấy làm ngạc nhiên, không biết nhân duyên và công đức của ba mẹ con người này đời trước thế nào, mà khi gặp Phật lập tức được chứng quả cao như vậy. A-nan quỳ xuống trước mặt Phật và bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được biết, không hay ba mẹ con người này đời trước có phước báo gì mà nay thậm chí đạt được quả vị tâm linh rất cao và may mắn gặp Ngài cứu thoát nạn, rồi còn được xuất gia làm đệ tử nữa. Phật dạy: A Nan, ngươi hãy để ý nghe ta nói. Ngươi nên biết, cách đây đã lâu, lâu lâu lắm rồi, hằng vô lượng kiếp, ở châu Diễm Phù Đề này có một ông vua tên là Mahala Đàn Na, cai trị 3.000 nước nhỏ. Vua có 3 hoàng tử, người thứ nhất tên là Maha Phù Na Binh, người thứ hai tên là Maha Đề Bà, người thứ ba tên là Maha Tát Quả. Người con thứ ba rất đặc biệt, chàng có phúc đức lớn, rất đạo hành, lòng từ bi quảng đại, tấm lòng rộng mở, chí khí cao, cũng rất yêu thương nhân từ với thần dân, rất hiếu thảo với vua và hoàng hậu. Chàng còn cúng dường rất nhiều cho những ai cần sự giúp đỡ, ngay cả loài vật. Một hôm, nhà vua đưa hoàng hậu, cung phi mỹ nữ cùng 3 hoàng tử vào rừng chơi. Nhân lúc nhà vua nằm nghỉ dưới gốc cây, thì 3 hoàng tử đưa nhau đi chơi, đi xa không xa lắm, nhưng vòng vòng trong khu rừng xem thử. Đi tới chỗ nào đó trong khu rừng, chợt gặp một con cọp mẹ và 2 cọp con. Cọp mẹ gầy trơ xương, chỉ còn da bọc xương, nằm gục đầu vào tảng đá, hơi thở thoi thóp, đang chờ chết.
chết vì đói. Còn hai cọp con nằm chui đầu vào lòng mẹ. Tôi nhìn thấy người nhưng không thể cử động vì quá mệt. Tôi nghĩ là đã quá kiệt sức, chắc là đói lâu ngày. Cọp mẹ trông có vẻ muốn ăn thịt hai cọp con. Thấy thế, hoàng tử Mahatadwa nói với hai người anh rằng: "Hai anh có nghĩ như em không? Em thấy hình như cọp mẹ nó muốn ăn thịt hai con nhỏ của nó, có phải không?" Hai người kia đáp: "Phải, anh cũng nghĩ vậy, có vẻ như thế." Rồi vị hoàng tử thứ ba hỏi: "Thưa anh, vậy nó hay ăn những thứ gì?" Hai người anh lớn hơn nên hiểu biết nhiều hơn nói: "Nó thường ăn những thứ thịt tươi, máu nóng." Rồi vị hoàng tử thứ ba, vị trẻ tuổi hơn hỏi: "Bây giờ có ai cứu được nó không?" Hai người anh bèn đáp: "Không, việc ấy khó lắm, không thể. Ở đây không có gì để có thể giúp chúng. Không có con thú nào, không có gì chung quanh đây. Chúng kiệt sức, không còn sức để đi săn nữa, thậm chí không còn sức để cử động, nên chúng sẽ không săn mồi được, không làm được gì." Khi đó, hoàng tử Mahatadwa cảm thấy vô cùng xót thương, lòng từ bi sâu sắc trong chàng trỗi dậy. Chàng thầm nghĩ: "Ta từng sống thác trong bao nhiêu kiếp tới nay, bỏ thân cũng đã nhiều, song những thân ấy chỉ mang đến rắc rối, gây thêm những nghiệp tội, chứ chưa từng đem thân ấy mà làm lợi ích cho bất kỳ ai bao giờ. Hay có lẽ lần này ta hãy bỏ tấm thân phiền phức này, tấm thân đầy tham lam, rắc rối, phiền muộn và ghen tức vô minh này mà cho cọp ăn, để đổi lấy cầu nguyện cho trí huệ từ bi bất diệt." Nghĩ xong, chàng rảo bước nhanh hơn, đi trước hai anh. Đi được một đoạn xa, chàng quay lại nói với hai anh rằng: "Hai anh hãy đi trước, em có chút việc riêng." Nên hai người anh nghĩ rằng người em muốn làm gì đó, rồi hai người bỏ đi, cứ đi, đi mất. Còn người em cứ nhắm thẳng con đường cũ, đi tới chỗ ba con cọp nằm, tới nơi gieo mình vào cho cọp ăn thịt. Nhưng cọp mẹ bị đói lâu ngày run rẩy, không thể há miệng ăn được. Cọp mẹ súng lấy bẫy, không làm được gì. Hoàng tử dùng cành cây nhọn đâm vào người, đâm vào thân mình chỗ này, chỗ nọ, khắp nơi, cho máu chảy vào miệng cọp. Vì là máu nên cọp mẹ liếm từng chút, nhờ vậy dần dần lấy lại sức và tỉnh táo. Giờ có sức lực mạnh hơn mới tỉnh dậy, ngồi dậy để ăn thịt. Ăn xong, thân thể chúng đều được khỏe mạnh, chỉ còn để lại đống xương trên mặt đất. Rồi ba mẹ con cọp dẫn nhau đi nơi khác trú ẩn. Hai người anh ngồi nơi nào đó từ xa chờ mãi mà không thấy em về, tự nhiên ruột nóng như lửa đốt, nước mắt chảy đầm đìa. Họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ cảm thấy như thế. Lúc đó, có lẽ lúc cọp đang ăn thịt và hoàng tử đang chết dần, nên hai người anh thấy lòng nóng như lửa đốt, nước mắt chảy ròng ròng. Rồi hai chàng quay trở lại đó tìm em và thầm nghĩ: "Em ta có ý định cứu cọp đói." Cứ thẳng lối đi đến chỗ cọp, quả nhiên không thấy cọp mà chỉ thấy đống xương và cái đầu nằm lăn lóc trên bãi đất. Họ biết đó là em mình, quá thương em. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt nên hai người anh ngất đi, hồi lâu mới tỉnh lại. Cùng lúc đó, nhà vua và hoàng hậu nằm nghỉ mát dưới bóng cây. Vào lúc hoàng tử bị ăn thịt, hoàng hậu nằm chiêm bao thấy ba con chim đại bàng bay vào rừng. Ba con chim giống như vẹt cùng nhau bay vào rừng. Con chim thứ ba bị đại bàng bắt ăn thịt. Sực tỉnh dậy, bà sợ quá, giấc mơ quá thật. Bà quá sợ liền đem chuyện đó nói với vua: "Tâu bệ hạ, thiếp vừa mộng thấy ba con chim cắt bay vào rừng, con chim thứ ba bị đại bàng bắt ăn thịt. Thiếp nghe lời ngạn ngữ nói, chim cắt tượng trưng cho con cháu và con chim thứ ba bị bắt ăn thịt. Con yêu của chúng ta đang gặp sự chẳng lành, đang gặp nguy hiểm." Bà vừa dứt lời thì thấy hai cậu con lớn trở về. Bà vội vàng hỏi: "Em đâu, em đâu, em con đâu?" Hai hoàng tử quỳ xuống thưa rằng: "Thưa phụ vương cùng mẫu hậu, em con bị cọp ăn thịt rồi, nhưng không biết bị cọp bắt ăn thịt hay là em con thương nó đói mà cho nó ăn, việc đó chưa tường." Được tin như sát cánh bên tai, vô cùng đau đớn. Vua và hoàng hậu chết ngất hồi lâu mới tỉnh lại. Rồi vua cùng hoàng hậu và quân thần đi đến chỗ cọp, chỉ còn thấy cái đầu với đống xương trắng rơi vãi trên mặt đất. Nhờ cái đầu mà họ biết đó là hoàng tử,
hoàng tử thường đeo phục trang rất khác biệt, nên cho dù bị cọp ăn thịt, quần áo và phục trang, từ áo bào của hoàng tử vẫn còn đó, nên họ biết đó là chàng. Ai nấy đều than khóc, tiếc thương, vô cùng đau khổ. Bây giờ, về phần hoàng tử, vì lòng từ bi hiến mình cho cọp đói, sau khi lìa khỏi xác, được sinh về cõi trời, lúc đó chàng tự nhủ, ồ, bây giờ ta có thiên nhãn, coi xa năm cõi như coi đường chỉ tay, chắc đời trước ta làm gì phúc nên mới được công đức như vậy. Chàng vẫn chưa biết, nghĩ xong, nhìn xuống nhân gian, thấy mình là hoàng tử, vị hy sinh cứu cọp đói, thi thể nằm ở rừng xanh, phụ mẫu cùng hai huynh và triệu thần hãy còn đang than khóc đau đớn. Hoàng tử động lòng thương cha mẹ và mọi người, chàng lo lắng cha mẹ vô minh mê muội, sợ quá đau buồn mà chết bỏ thân mạng, liền từ trên cõi trời bay xuống, đứng trên hư không thưa rằng: kính thưa phụ hoàng cùng mẫu hậu, xin đừng quá đau buồn, đừng quá thương khóc hoàng tử nữa, hãy trở về hoàng cung trị quốc, chăm lo cho thần dân, đừng chỉ vì một người mà làm hao tổn sức khỏe và tinh thần. Chàng gọi phụ hoàng và mẫu hậu, mà họ vẫn không nhận ra, nên nhà vua mới hỏi: ông là vị thần nào, xin cho chúng tôi được rõ, làm sao ông biết được việc này? Hoàng tử trong hình dáng một vị thần bèn nói: con là con trai của người đây, là hoàng tử Maha Tát Đỏ đây, bởi vì con xả thân cứu cọp đói nên con được sinh lên cõi trời Đâu Xuất, một trong những cõi trời cao. Kính thưa phụ vương, tất cả muôn vật cho đến nhân sinh đều có được thân thể, nếu được sinh ra thì một ngày nào đó cũng sẽ ra đi hoặc bị hủy diệt. Nếu mình có thì ngày nào đó mình sẽ mất, vô hình, vô sắc, tạo ác thì sai địa ngục, làm lành, được sinh lên cõi trời, sống chết là định luật cho tất cả chúng sinh. Phụ vương đừng lo buồn làm chi, cho hao tổn tâm can và sự bình an, nên tỉnh ngộ và cố gắng tu hành theo bước của Phật, như ngồi thiền, ăn chay, tạo hòa bình, vân vân. Nhà vua nói: ngươi làm đại hạnh, từ tế độ cho chúng sinh, ngay cả loài vật, nhưng bỏ ta mất mát đau buồn mà chết, để ta đau khổ đến nỗi như bị ai cắt thịt da, ruột gan, lòng dạ như bị cắt đứt, đau đớn không tả xiết. Vậy người tu đại từ có xứng hay không? Nghe nhà vua nói, hoàng tử dùng biện tài vô ngại giảng giải rằng: tất cả mọi điều tốt xấu, nghiệp quả và mọi thứ, đem những ý nghĩa mầu nhiệm cao siêu xuất phàm giảng giải cho vua và hoàng hậu để báo tạ tình thương và từ ân của họ. Khi đó, nhà vua và hoàng hậu mới nguôi lòng, tỉnh ngộ tâm thức, không còn quá buồn khổ, rồi sai người thu hài cốt của chàng, bỏ vào hòm thất bảo, làm lễ an táng, xây tháp cúng dường. Họ để hài cốt đặt vào trong một cái tháp, họ xây một cái tháp để hài cốt của hoàng tử trong đó, để mọi người có thể đến tưởng nhớ, cúng dường, vân vân. Tới đây, cha mẹ và con nói lời từ biệt, hoàng tử trở về thiên đàng, người của hoàng gia trở về hoàng cung. Phật nói tới đây, rồi ngài nhắc lại cho tôi, tức A Nan: này A Nan, nhà vua thở đó là cha của ta ngày nay, hoàng hậu thở đó nay là mẫu thân ta, hoàng tử Maha Phú Nan Ninh nay là ông Di Lặc, hoàng tử Maha Đề Bà nay là ông Bà Tu Mật, chắc là một đệ tử của ngài đâu đó. Còn hoàng tử Maha Tát Đỏa chính là ta đây, đó là một trong những tiền kiếp của ta, cọp mẹ lúc đó, nay là bà lão này, hai cọp con, tức là hai người con trai này, thời đó ta đã cứu sống cho ba mẹ con họ được an toàn tính mạng, tới nay ta thành Phật, ta cũng lại cứu sinh mạng của họ và cứu linh hồn của họ. Phật thuyết xong thì A Nan và tất cả mọi người trong pháp hội vô cùng vui sướng hoan hỷ. Kính mến đức hy sinh cao cả của ngài, tinh thần cao thượng của ngài, ai nấy đều tán thán và cúi đầu tạ lễ lui ra.